với cái mẫu dàn cầu này ha, tăng đưa dây go này ha là dễ dàng đó. Rồi motor cỡ nào gắn cũng vừa hết. Với hoàn cái ổ cốt nè thì sử dụng đạn 20 bi của Nhật là khỏi châm nhớt vẫn chạy bình thường luôn. Mà mình thích châm nhớt thì châm, còn không cho châm này cũng vẫn thì chạy ok. Rồi Famix xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì bên mình lại tiếp tục cho sản xuất ra một cái loại bộ bơm nước dàn cầu. Đây thì mình đang chuẩn bị là test nước cho khách. Sau khi làm xong thì bên mình đều có kiểm tra test nước lại hết. Đây, bộ này thì khách đang đặt là ống là 168 nha mọi người. Đây, inox là dày dặn cho mình luôn. Đó, đây là độ dày inox của bên mình. Được làm rất là dày. Chất liệu inox 304. Loại máy bơm nước dàn cầu này thì thông thường là mình sẽ là kết nối với cái ống giải. Ở đây test thì mình chỉ cọc dây nha mọi người. Mọi người sử dụng thì nên mua cái cổ dê á để thắt lại, để cọc lại. Trên thị trường con thấy là có hai loại dàn cầu. Thứ nhất là cái loại dàn cầu trơn và thứ hai là loại dàn cầu có nhông như thế này. Thì những cái hai loại này thì có những ưu điểm gì chú? Thứ nhất cái dàn cầu nhông nó sẽ chạy mạnh hơn dàn cầu chơi thẳng, hay cầu trơn đó. Với thứ hai là cái dàn cầu nhông là dễ điều chỉnh ampe hơn, rồi dễ điều chỉnh motor hơn. Ví dụ cái bơm này 168 có thể chạy con motor 5 ngựa được, 10 ngựa được, 15 ngựa được. Đó là mình chỉ thay đổi bằng pulley thôi. Đó là nó dễ hơn, dễ điều chỉnh ampe hơn. Rồi dễ điều chỉnh lưu lượng hơn. Thì đây là quá trình bên mình đang cho test nước để đảm bảo hoạt động được tốt nhất khi đến với khách hàng. Bơm ống 168 thì bên mình đang cho test ra ống là ống này 200 nha mọi người. Đó, đang cho đi ra đường ống 200. Đây là cái sức nước. Với cái mẫu dàn cầu này ha, tăng đưa dây go này ha là dễ dàng. Đó. Rồi motor cỡ nào gắn cũng vừa hết, lớn nhỏ thì gắn vừa hết. Dây go thì tăng đưa lên xuống ha. Rồi dưới hoàn cái ổ cốt nè thì sử dụng đạn 20 bi của Nhật ha. Là như mình đạn bích á, nếu mình khỏi châm nhớt vẫn chạy bình thường luôn. Mà mình thích châm nhớt thì châm, còn không cho châm này cũng vẫn thì chạy ok. Nè, chạy là không nóng luôn. Bộ bi là không cần châm nhớt, chạy cỡ một năm là không xi nhê vậy. Với cạc đăng á, thì cạc đăng cù lẫn của hàng xe Nhật, xe và hàng bãi đổ ra chạy là rất là bền. Hàng Nhật bãi nên rất là bền, rất bền luôn. Nè, cạc đăng là rất thẳng luôn nè, chạy là không có độ rung luôn, thẳng rất thẳng. Mạc thì quấn bạc dây. Cái bơm này thì đảm bảo với mình là hoạt động được, bơm nước được liên tục ha chú? Liên tục. Mời cùng xem kỹ ha. Đó. Nước ra là cứng ống cho mọi người luôn. Đó, rất là mạnh. Bơm này thì mình sẽ phục vụ tốt cho nhu cầu là bơm cấp nước với lưu lượng lớn nha. Loại đặt dàn cầu này thì mình sẽ không cần mồi nước, mình chỉ cần đặt cái đầu xuống nước là bơm thôi. Thì ngoài ra thì bên mình có là nhận là gia công máy bơm nước theo yêu cầu của mọi người, từ loại là dàn cầu thẳng không qua nhông hoặc là có nhông. Bộ bơm thì kích thước đa dạng luôn, từ ống 60 đến ống 200, 250. Chất liệu thì sẽ có hai sự lựa chọn cho mình, là chất liệu là inox hoặc là nếu mọi người đang sử dụng ở cấp thoát nước ở những nơi nước ngọt thì mình có thể sử dụng đầu bơm sắt nha. Đó, thì mọi người cần làm bơm á thì cứ liên hệ về số hotline của mình là 0899 199700 hoặc là website famix.vn.
xin chào mọi người, hẹn mọi người ở clip lần sau nha.